chứng giác Như Lai Phật cổ sắc là sắc Ngọc Hoàng thần bút hát Hà Châu khai ngũ quan lục ngũ tạng nhân cấp mới là cấp sứ giả về Tây Phương Phật. Phụng Như Lai ngã sư chi giáo dùng phương tiện thú trì thần bút linh linh điểm ngũ quan thân hình nay thời điểm nhãn quang minh điểm lưỡng nhị thinh thinh còn điểm tỷ thì rõ mùi hảo tệ điểm tiệt vị giác tánh đường đi điểm tâm thời ký kiệt rõ ràng điểm túc thì năng gì điểm lượng ngũ linh đồng nắm cầm mà sắc bụng thần linh linh điểm hạt tiên tây phương mau đến cùng chư thiên cấp tâu ứng thời điểm nhãn quang minh thân linh tí mùi lưới hay niệm gì giờ ngon kiến thân hình đồng linh còn điểm trung tâm thì nhớ rằng mọi việc dứt túc thì hay chạy hay bay thần kiến quang thời chiếu diệu rõ ràng lục tạng hình đồng linh sơ dần đấu đạt rõ ràng ấy không đầu ông ghi này sứ giả hãy nghe thầy dặn bảo đôi câu trước khi ông lên đường thượng tấu trình đăng xin ông hãy nhớ lời thầy xa tây phương cầu thần cái bạch thỉnh cầu trên chư phật rằng nơi đây tiết lập tạc vang bạc độ chư âm linh cô hồn do Phật tự tâm thành thỉnh chư tăng đăng đàn chân thế mong ma Phật thì từ ở đại bi tâm ma nhạc giác qua giờ đây xin ông tạm dùng bánh nước lòng đường xa xa xôi thầy dặn ông rồi ông hay mau kiếp trời chân giấy thi cam phiền sư giả trời chân sớ chân còn bỏ kiếp quy thiền định trên đi quá mọi việc thế thuận xong xuôi mọi việc không mong mà đứng đầu một bầu nước lạc xin mời bánh thì ông hãy dùng mau còn bận con hạt gạo xơi cho đầy chiều không kiếm bao hiền qua xin các thầy gia hộ chiếu lâm ước tỏ tăng mong nguyện chư Phật chư thiên thánh hiền vậy thì đây là một lại này ta từ mười phương trên niên thanh thiên thần chứng
linh các ngài gia hộ chiếu lâm, độ cho trai chủ phước họ tăng long. Lại thứ hai tạ từ bắc tổ chứng minh đệ tử tâm hành. Lại thứ ba tôi xin tạ từ trên thượng tọa dưới tư chúng chứng minh ngàn cô lô một đế xóa về tà nghi hà.